đến ra đầu này, xong rồi đi đến gần cuối thì lên nào nhỉ? Xong rồi đến lúc mà ra nhá, quẹt thẻ nó bị lỗi đấy. Giá thì giá là chỉ đi bảo là mình chỉ mua vé cổ ra đầu thôi, nhưng mà xuống đến gần cuối thì hình như là lúc quẹt thẻ ra nó bị lỗi đấy. Thì là tùy nhiên lúc có quẹt thẻ ra mà. Chị kêu là chị công ty thợ xấu, chị sửa nóng lắm. Tôi nghĩ là hôm nào nóng vậy ở phía